Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Liên quan đến vụ cháy nghiêm trọng vừa xảy ra ở thành phố Hồ Chí Minh, ông Phạm Quang Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8 cho biết, nơi bắt nguồn cháy được xác định là bãi chứa vật liệu gỗ cũ phía sau nhà không số Kế bên số 206 C1 C20, đường Phạm Thế Hiển, phường 2, quận 8, nhà ven sông, tại thời điểm xảy ra cháy, bãi chứa vật liệu gỗ cũ trên không có người trông coi. Theo ông Tú, vụ hỏa hoạn đêm ngày 1 tháng 4 không thiệt hại về người nhưng đã khiến hai hộ dân bị cháy nhà, một căn nhà kế bên bị ảnh hưởng nặng và 6 căn nhà chung quanh bị ảnh hưởng nhẹ do ám khói và bị thấm nước trong quá trình chữa cháy. Tổng diện tích cháy khoảng 470 m2. Về diễn biến vụ cháy, ông Phạm Quang Tú Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8 cho hay, công an địa phương nhận được tin báo vào lúc 19 giờ 40 phút tối mùng 1 tháng 4. Sau đó, lực lượng tại chỗ gồm công an phường, dân quân và bảo vệ dân phố nhanh chóng tiếp cận, triển khai các biện pháp khống chế đám cháy. Sau đó, công an quận 8 triển khai 3 xe chữa cháy các loại cùng khoảng 65 cán bộ chiến sĩ, 40 bảo vệ dân phố triển khai dập lửa, đến 20 giờ 50 phút cùng ngày đám cháy được khống chế dập tắt lãnh đạo ủy ban nhân dân quận tám cho biết thêm cơ sở sản xuất tập kết các loại vật liệu gỗ cũ xảy ra hỏa hoạn từng được kiểm tra nhắc nhở và bị xử phạt trước đó tại cơ sở này ủy ban nhân dân phường công an phường đã có kiểm tra nhắc nhở và cũng đã có xử phạt vi phạm về đảm bảo phòng cháy chữa cháy đối với cơ sở sản xuất tập kết các loại vật liệu gỗ cũ tuy nhiên khi xảy ra cháy cơ sở này không có người trông coi nên vấn đề xảy ra hỏa hoạn cũng là ngoài ý muốn liên quan công tác hỗ trợ và chăm lo các trường hợp bị ảnh hưởng từ vụ cháy, lãnh đạo địa phương cho hay đã bố trí nơi tạm cư cho các hộ bị ảnh hưởng, đồng thời địa phương cũng hỗ trợ các vật dụng sinh hoạt, thực phẩm thiết yếu cho người dân. Kết quả, tính đến 14 giờ ngày 2 tháng 4, đã chăm lo 279 triệu đồng, trong đó có 2 hộ bị cháy nhà được hỗ trợ hơn 50 triệu đồng một hộ. Các hộ còn lại được hỗ trợ từ 16 đến 47 triệu đồng một hộ. Là một trong những người bị ảnh hưởng từ vụ hỏa hoạn, bà Nguyễn Thị Láng, 73 tuổi, cho biết khi phát hiện lửa phừng phực ở vách nhà, bà chỉ kịp ôm nồi cơm điện tháo chạy, tất cả cuộc cải hơn 30 năm dành dụng cháy rụi. Bà láng dầu dĩ khi nhắc tới vụ cháy dãy nhà ven kênh tàu hủ khiến nơi ở của 7 người trong gia đình bị thiêu rụi, căn nhà giờ thành đống than, còn tôi chỉ còn đúng một bộ đồ để mặc. Sau hỏa hoạn, bà láng cặm cụi lọc từng túi ni lông chứa quần áo do một số người hỗ trợ để chia cho con, cháu mặc đỡ trong căn phòng trọ rộng 20m2, vừa được chính quyền thuê ở tạm. Bà kể, gần 19 giờ 30 phút ngày 1 tháng 4, khi bà cùng chồng coi TV thì bất ngờ thấy khói lửa lan qua kẽ hở trên vách nhà từ xưởng gỗ bên cạnh. Trong tích tắc lửa bùng lên khiến vách gỗ cháy phừng phực. Giữa lúc hoảng loạn, bà ôm lấy nồi cơm điện ở gần tầm tay nhất chạy ra ngoài, còn chồng chỉ cầm mỗi cái laptop của cháu ngoại. Bà cho biết, hàng ngày chồng bà cùng con trai và con rể đóng tủ, bàn ghế để bán cho các cơ sở nội thất hoặc có người đặt hàng thu nhập bấp bênh, chỉ vừa đủ sống nên toàn bộ đồ đạc là phần dành dụng suốt bao nhiêu năm tha hương. Bà Láng nói, đồ đạc cháy hết khoảng 100 triệu đồng, nhưng bây giờ khổ là không còn phương tiện để làm việc kiếm tiền. Cùng nằm trong dãy nhà cháy, hộ bà Lê Thị Thái Phương, 49 tuổi, được phường bố trí trọ cạnh phòng gia đình bà Láng. Khi phát hiện lửa quá lớn gần nhà mình, vợ chồng bà chỉ biết chạy ra ngoài, còn con trai 20 tuổi thì vội gom được một ít rách vở, quần áo và ôm chiếc tivi. Trước hỏa hoạn, gia đình bà sống trong căn nhà cấp 4 ven kênh do chị chồng cho ở nhờ từ hơn 20 năm trước. Ngọn lửa cháy lan khiến phần lớn hàng hóa của bà bị hư hỏng, hầu hết đồ điện gia dụng cháy rụi. Căn nhà bà ở nằm trong dự án cải tạo kênh nhưng chưa ấn định ngày di rời. Vì cơ sở để buôn bán đã cháy hết, rất khó làm lại từ đầu nên bà dự định về quê Tiền Giang để tìm việc khác kiếm sống, lo cho gia đình. Bà nói, bao nhiêu của cải để trong nhà mất hết rồi, bây giờ lớn tuổi bắt đầu lại cũng khó.